Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn về cách gia hạn nộp thuế. Để mà gia hạn nộp thuế thì bạn phải mở HTKK ra phiên bản 5.2.2 trở lên. Và mình chọn vào gia hạn nộp thuế và chọn giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 64. Và đây là tờ lần đầu nên mình chọn là tờ lần đầu và nhấn vào đồng ý. Còn nếu thay thế thì mình chọn là thay thế. Ở đây thì mình chủ yếu là gia hạn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó chúng ta chỉ cần chọn mục A và mục B thôi. Còn mục D thì bạn tích bỏ đi. Căn cứ vào mối liên hệ mà để mình xác định được doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là siêu nhỏ ấy, thì mình phải căn cứ vào số lao động, doanh thu và nguồn vốn. Đối với lại doanh nghiệp siêu nhỏ ấy, thì lao động bình quân trong năm là dưới hoặc bằng 10 người. Còn nguồn vốn thì nhỏ hơn hoặc bằng 3 tỷ, doanh thu cũng nhỏ hơn hoặc bằng 3 tỷ. Đấy là đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng. Còn đối với lại lĩnh vực thương mại dịch vụ thì lao động bình quân trong năm là nhỏ hơn hoặc bằng 10 người. Và nguồn vốn thì nhỏ hơn hoặc bằng 3 tỷ, doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 10 tỷ. Còn đối với lại doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng thì lao động bình quân trong năm sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 100 người. Tổng nguồn vốn thì nhỏ hơn hoặc bằng 20 tỷ, tổng doanh thu thì nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ. Còn doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng thì lao động bình quân trong năm là nhỏ hơn hoặc bằng 200 người. Nguồn vốn là nhỏ hơn bằng 100 tỷ và tổng doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ. Thương mại dịch vụ nhỏ hơn hoặc bằng 100 người. Nguồn vốn nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ và doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 300 tỷ. Đối với lại lao động thì các bạn sẽ phải căn cứ vào quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm trước. Và nguồn vốn, doanh thu thì chúng ta căn cứ vào báo cáo tài chính của năm trước để lấy số liệu lên trên giấy đề nghị này. Ở đây công ty mình là công ty thuộc về lĩnh vực xây dựng nên là mình chọn là công nghiệp xây dựng. Đấy, số lao động ở đây là 1. Vâng. Sao bên này có 1 lao động thôi à? Ở trên quyết toán tại thuế thu nhập cá nhân vâng, mình thuế chuyên quyết toán thuế thu nhập cá nhân chỉ đăng 1 thôi ạ. À rồi. Vâng. Doanh thu vâng. này là mình căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh của năm 23. Vâng đúng rồi ạ. Đúng năm 2023. Không? Vâng ạ, đúng nguồn rồi. Nguồn vốn này là mình căn cứ không phải là nguồn vốn này đâu nha. Nguồn vốn này là căn cứ vào cái nguồn vốn ở trên báo cáo tài chính của năm 2023. À không, thế thì để em xem tại vì nguồn cái này là vốn đăng ký kinh doanh. Không, vốn đăng ký kinh doanh nó khác. Cái đấy là vốn điều lệ. Còn vâng. cái này nó là nguồn vốn. À. Đây này, cái này ở trên báo cáo tài chính năm 23 đây này. Cái nguồn vốn của bạn nó từng này cơ mà. À, nó là về cái số này ạ. Đúng rồi. Doanh thu nè, 2770, rồi 754069, ok. Còn những cái dưới này thì mình không tích bởi vì mình làm doanh nghiệp vừa và nhỏ rồi. Thôi cái dưới bỏ qua. Hôm này, qua em tích người mãi ký sau. Này, người ký không vâng. ghi vào này. Vâng. Trên những cái báo cáo này thì đều phải ghi hết người ký vào nhá. Vâng. Thôi hôm vâng. nay làm thì để cho nó là ngày 19 tháng 9 đi. Vâng. Đấy, sau đó mình nhấn ghi. Và kết xuất ra XML. Rồi ạ. Cái này mình lưu ở ngoài tạm thời mình lưu ngoài vâng. laptop nhé. Vâng ạ. Sau đó mình mới sang mình chặn lại khai thuế này. Vâng. Đăng ký tờ khai này. Đây là của năm 23. Đăng ký thêm tờ khai này. Không gia hạn nộp thuế là 24 đây. Vâng. Để cho nó là từ ngày 1 tháng 9 đi. Đấy, tích vào đây. Vâng. Đấy, sau đó mình nhấn vào tiếp tục này. Vâng. Chấp nhận này. Vâng. Đấy. Sau đó về đây mình chọn nộp tờ khai XML. Chọn vâng. đường dẫn đến cái tệp mà mình lưu. Mình chọn lại đến desktop. Đây ký điện tử này. Vâng. Và nộp tờ khai này. Xong. Yeah. À. Cái này đến cuối tháng 12 mới phải nộp đúng không chị? Gia hạn này được đến bao giờ? Cái số tiền này ấy là vâng. bên mình là kê khai theo tháng hay theo quý ấy nhỉ? Theo quý ạ. À, theo quý. Vâng, giá trị thuế giá trị gia tăng theo và theo quý. Quý thì là đến của quý 3 là đến hết ngày 31 tháng 12. À, vâng. Là 31 tháng 12 là mới phải nộp đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Còn quý 2 bạn có làm không? Cái quý 2 em... có gia hạn không? Quý 2 em mà quý 2 không gia hạn mà nộp rồi ạ. À, nộp quý rồi 2 à? Nộp rồi. Vâng, quý 2 nộp rồi.
Tại vì quý hai em Thôi mới kệ nó vào đi, ấy. không cần xem Vâng. đâu. Vâng, em mới vào nên là em không biết. Còn hạn nộp Vâng. cái tờ khai này là đến ngày hết ngày 30 tháng 9 ấy. Bây giờ mình nộp Vâng. vẫn còn kịp mà. Vâng. Rồi xong rồi lúc nào mà mình vào tra cứu tờ khai thì mình tra cứu thôi. Chọn Vâng. ngày nộp là ngày hôm nay cũng được này. Xem là thuế chấp nhận hay chưa ấy. Thì lúc gì mình Vâng. tra cứu vào đây nhá. Vâng, vâng ạ. Đấy chỉ thế thôi. Vâng, dạ rồi, em cảm ơn Ok chị. nhá.